Con chuột biết chữ. Chà, đói quá, mình phải đi kiếm cái gì cho vào bụng mới được. Gặm mấy quyển sách này mỏi hết cả răng. Quái lạ, đây là lọ gì mà chữ nghĩa lằng ngoằng thế nhỉ? À, hay là lọ dầu ăn? Không được, nhỡ không phải thì sao nhỉ? Ta phải kiếm thầy nào biết chữ đọc cho ăn chắc. À, cậu đi cái kiểu gì đấy? Sao không chịu nhìn thế hả? À, đau quá đi mất. Xin lỗi, anh có sao không? Tôi đang vội quá. Cậu có việc gì mà phải chạy ầm ầm như thế? À, chả là... Mà này, anh có biết chữ không nhỉ? Cậu hỏi cậu ấy thật thừa. Người sống trong thư viện cả đời như tôi, có gì tôi không biết? Chữ là món ăn hàng ngày của tôi mà. Thế còn cậu sống ở đâu? À, tôi sống ở cái kho thóc đằng kia. Thật đáng thương cho cậu. Để nhét đầy cái bụng của mình, cậu đã ở trong một nơi buồn tẻ như kho thóc. Chỗ đó ngoài thóc ra thì chẳng có gì cả. Còn ở trong thư viện thật là yên tĩnh. Mọi chuyện cổ kim trong ngoài nước, sử sách đông tây, tôi đều nhìn thấy cả. Ồ, thế cơ á? Thế thì chắc hẳn anh phải là người rất uyên bác. Đương nhiên, mỗi chữ mỗi câu trong từng cuốn sách tôi đều đọc rất kỹ và nhét chặt chúng ở trong cái đầu này rồi này. Ôi, thế thì may quá. Tôi đang có chuyện cần nhờ người có học thức uyên bác như anh giúp đỡ đây. Được thôi, cậu cứ nói thử xem nào. Mà khoan, nhưng giúp cậu rồi, tôi sẽ được cái gì chứ? Thì anh cứ theo tôi đã. Ôi, một nhà kho nhiều đồ đạc và thức ăn thừa như thế này mà tôi không biết. Anh biết chữ, anh hãy đọc cho tôi xem trên cái chai đó viết chữ gì. Anh đã đọc được chưa thế anh chuột chuỗi ơi? Cậu cứ bình tĩnh, nghỉ ngơi đi, cứ từ từ để tôi đọc. Nếu được, tôi sẽ chia cho anh một nửa, được không? Cậu hãy trật tự một chút đi để tôi làm việc. Được thôi. Ư tờ ức. Thờ ức thức. Trời, quả là chuột sống trong thư viện có khác, giỏi giang và thông thái quá. Chữ này là chữ gì ấy nhỉ? Sao mà mình nhìn mãi không ra? Ôi, làm sao để biết bên trong là cái gì bây giờ? Khịt, khịt, mùi gì đấy nhỉ? À, hình như đây là mùi dầu ăn thì phải, mùi này quen quá. Mình không thể để cho cậu ta biết mình không biết chữ được. Như thế, đám chuột cả vùng này sẽ coi thường mình mất. Dù sao, cái chai này cũng có mùi dầu ăn rất quen. Chắc chắn bên trong là dầu ăn, chứ chả là cái gì khác được cả. Mình cứ nói thế cũng chả sao. Đằng nào thì cậu ta cũng đâu có đọc được mà biết đúng hay sai. Không được, nhưng nếu mình nói ra, thì mình sẽ phải chia cho cậu ta một nửa à? Không được, không được. À... Anh nói gì thế anh chuột chuỗi? Anh đã đọc được chưa? Tôi đã ngủ được một giấc rồi mà anh vẫn chưa đọc được trên ấy họ viết gì ư? Đây đích thị là dầu ăn rồi. Đúng thế ư? Anh nhìn rõ không đấy? Tôi đã nhìn thấy từ đầu, nhưng tôi phải kiểm tra lại xem nó có còn hạn sử dụng không đã chứ. Cậu cứ vội vàng là có ngày chết đấy, đồ ngốc ạ. Có đúng là dầu ăn không đấy anh chuột chuỗi ơi? Chuột xám ngốc ơi là chuột xám ngốc. Hôm nay ta sẽ được một bữa no say, còn các người cứ ngồi đấy mà nhìn. À, được. Nếu cậu không tin, để tôi uống thử cho mà xem. Thật là đã quá đi. Ôi, ôi. Tôi không xong rồi. Anh chuột chuỗi, anh sao thế? Ôi, chuột chuỗi ơi, chuột chuỗi. Anh này, dạo này nhà ta nhiều chuột quá, phải dùng thuốc diệt chuột thôi. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Em lấy đi, anh để ở góc kia kìa. Này, mình ơi, lại đây, lại đây. Chuyện gì thế? Cái lọ thuốc chuột nhà ta không hiểu sao lại lăn ra đây. Và bên cạnh là một con chuột rất to đã chết rồi kìa.
Hành trình trả ơn của cún con. Cứu cháu với! Có ai không? Cứu với! Cứu cháu với! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con lớn rồi! Hôm nay con phải đi tìm bác gấu hồi xưa đã cứu con thoát chết khỏi bờ vực. Con nghĩ vậy là phải, chứ ngày ấy con còn chưa nói được một lời cảm ơn nào với bác ấy mà. Ôi suối mát quá, thích quá đi. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Cảm ơn anh, em bất cẩn lỡ trượt chân té xuống. Không có anh, chắc hôm nay em không trở về nhà được. Có gì đâu, lần sau cẩn thận em nhé. Dạ vâng, làm sao em trả ơn anh được đây ạ? Thế em có biết nhà bác gấu xám ở đâu không? Em không biết, trước giờ em chỉ quanh quẩn quanh con suối này, chẳng thấy bác gấu nào cả. Ừ, không sao, thôi em về nhà đi, anh phải đi đây. Tạm biệt em. Mình tiêu rồi, mình làm sao thoát khỏi cái bẫy này đây? Cô Thỏ, cháu sẽ giúp cô. Cô chịu đau một tí nhé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cảm ơn cháu, chú cúng tốt bụng. Cô có thể làm gì để trả ơn cho cháu đây? Cô có biết nhà bác gấu xám ở đâu không ạ? Không cháu à, hàng ngày cô chỉ đi kiếm cà rốt rồi về nhà. Cô không biết bác gấu nào cả. Cô rất tiếc. Dạ không sao, vậy thôi cháu phải đi tiếp đây. Tạm biệt cô Thỏ. Chạy đâu cho thoát, lũ gà con kia. Để cho các em ấy yên. Khăn hiệu anh cúng, anh đuổi được lão diều hâu đi rồi. Chúng em cảm ơn anh. Cảm ơn cháu đã bảo vệ đàn gà của bác. Bác phải làm gì để trả ơn này của cháu đây? Bác gà ơi, thế bác có biết nhà bác gấu xám ở đâu không ạ? Hàng ngày bác chỉ dẫn đàn con đi ra đi vào để kiếm ăn. Chẳng thấy bác gấu nào cháu à. Bác rất tiếc. Không sao đâu bác ơi, cháu phải đi rồi. Tạm biệt bác, tạm biệt các em. Không được rồi, mình mệt quá, mình phải về nhà dưỡng thương thôi. Cũng con yêu dấu của mẹ, đã có chuyện gì xảy ra với con thế này? Chuyện là... chắc cả đời này con chẳng thể nào đền đáp ơn cứu mạng của bác gấu được rồi. Con buồn quá mẹ ơi. Thôi nào vui lên cúng con bé bỏng của mẹ. Con đã trả ơn được rồi đấy thôi. Nhưng con còn chưa gặp được bác gấu cơ mà. Con à, đôi khi người ta giúp mình cũng chẳng mong được báo đáp đâu con. Cũng như con đã giúp mèo con, cô Thỏ và đàn gà. Tất cả đều xuất phát từ lòng tốt và sự dũng cảm của con. Thay vì cố đi tìm bác gấu để trả ơn, con hãy giúp đỡ những người khó khăn khác mà con tình cờ gặp được. Sống tốt, sống cho đi cũng là cách con trả ơn những người đã từng giúp đỡ con. Con hiểu rồi, con nhất định sẽ là người tốt, sẽ giúp đỡ thật nhiều người hơn nữa mẹ ơi. Cô gái lấy chồng trăng. Sao hôm nay chẳng bắt được con cua, con ốc nào thế này nhỉ? Hình như là cá. Con cá này chắc to lắm đây. Cứu
cứu tôi với. Cứu ơ, chẳng ai có thể cứu được bà đâu. Trời ơi, mẹ, mẹ kìa, phải làm sao hả em? Con trăng kia, thả mẹ ta ra mau. Hai người ở đâu chạy đến đây mà dám đòi ta thả bà ấy ra? Bà ấy là mẹ của chúng tôi. Mẹ người ơi, thả bà ấy ra cũng được, nhưng mẹ cô dám đến quấy nhiễu vùng nước cô ta. Bây giờ nếu một trong hai người đồng ý lấy ta thì bà ấy sẽ được sống. Bằng không, ta không thể lấy con trăng xấu xí kia được. Lấy nó coi như đời ta chấm hết. Nếu ngài đồng ý tha cho mẹ và chị tôi thì tôi sẽ đồng ý lấy ngài làm chồng. Được, nàng hãy theo ta về hang nào. Mẹ và chị hãy giữ gìn sức khỏe, con đi đi. Lành, Lành ơi, em hãy đưa trăng đi ra khỏi đây mau. Người hãy giết ta đi. Chẳng còn mẹ và chị nữa thì ta sống còn ý nghĩa gì? Nàng là một cô gái tốt, có tấm lòng nhân hậu. Vì mẹ mà hy sinh bản thân mình thì làm sao ta nỡ làm điều có lỗi với nàng? Hơn nữa, chính tấm lòng nhân hậu của nàng đã giúp ta hóa giải lời nguyền. Lời nguyền ư? Đúng vậy, ta vốn là con của Thủy Tề, bị con quỷ ám lời nguyền biến thành trăng. Lời nguyền chỉ được hóa giải khi một cô gái đồng ý lấy ta làm chồng. Nàng chính là ân nhân cứu mạng của đời ta. Vậy là chàng là người hóa thành trăng ư? Thiếp cứ tưởng số mình đã tận. Xin lỗi vì ta đã làm nàng hoảng sợ. Ta không biết lấy gì để báo đáp ân tình của nàng. Ta nguyện chở che và bảo vệ nàng đến cuối đời. Chàng uống chén nước cho đỡ khát. Ta xin. Nàng xem này, chỉ còn mái nữa là xong rồi. Chàng thử xem có vừa không? Vừa vặn quá, cảm ơn nàng. Ngày mai ta sẽ đưa nàng về thăm mẹ và chị nhé. Chàng trai và cô gái sống bên nhau hạnh phúc. Mẹ ơi, chị Liễu ơi. Lành, là con. Là con đấy có phải không? Ơn trời con tôi còn sống. Con có bị đau ở đâu không? Mẹ xin lỗi vì mẹ mà con phải làm vợ của con trăng hung ác ấy. Mẹ ơi, con vẫn bình an vô sự cơ mà. Mẹ xem, con đưa ai về nữa nè. Cậu này là... Không biết con Lành kiếm đâu ra anh chàng tuấn tú như vậy cơ chứ. Số nó thật may mắn. Mẹ ơi, đây chính là con trăng đã cuốn mẹ ở dưới sông đó. Chàng chính là con của Thủy Tề, phải chịu lời nguyền biến thành trăng. Chính con đã hóa giải lời nguyền ấy để giúp chàng trở lại hình hài con người. Vậy ra đó là con của Thủy Tề ư? Thế mà mẹ cứ tưởng chẳng bao giờ được gặp lại con nữa. Đúng là ở hiền gặp lành. Tưởng gì, chỉ là con của Thủy Tề thôi mà có gì to tát đâu. Rồi ta sẽ kiếm được một chàng cao quý và tuấn tú gấp 10 lần. Lúc ấy xem ai hơn ai nha. Đi mấy ngày trời mà chẳng tìm được con trăng nào cả. Anh Trăng ơi, tôi đã được nghe mọi người nói về sự tài giỏi của anh. Tôi rất ngưỡng mộ và muốn lấy anh làm chồng. Không biết anh có đồng ý lấy tôi không? Ai chà chà, có con mồi ngon quá. Đau quá, bỏ ta ra. Mau biến thành người đi. Người nói cái gì? Ta là trăng, ta đói, ta muốn ăn thịt, hiểu chưa? Không, bỏ ta ra. Con trăng kia, thả cô gái ấy ra mau. Cứu tôi với. Ngươi đừng hòng cứu được cô ta. Hãy đi mau, nếu không đừng trách ta vô tình. Cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta. Nhưng sao ngươi biết ta ở đây mà tới? Mẹ và Lành không thấy chị ở nhà, rất lo lắng nên nhờ tôi đi tìm giúp. May mà tôi đến kịp, không thì tôi có lỗi với mẹ, có lỗi với Lành. Chính sự ghen tị của tôi đã đẩy tôi đến cớ sự này. Bây giờ cũng chưa muộn để làm lại mọi thứ. Rồi chị sẽ gặp được một chàng trai tốt. Thôi, để tôi đưa chị về kẻo cả nhà Mông.
Từ đó, cô gái hiếu thảo và người chồng trăng khôi ngô sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Mùa đông không về phương Nam. Ôi, nàng thiên nga bay mới đẹp làm sao. Minh Hoàng, mọi người đang tính chỉ ở lại đây nốt ngày hôm nay. Chúng ta phải tranh thủ ăn no vào. Sáng mai là chúng ta sẽ bay về phương Nam đấy. Tớ biết rồi. Đi thôi, đi kiếm thức ăn thôi các cậu. Cảm ơn cậu, bên trời. Sao cậu băng nhiều cà rốt thế? Có cần tớ giúp gì không? Tớ đang thu hoạch cà rốt mang về nhà để chuẩn bị cho mùa đông. Năm nay mẹ tớ ốm, nên một mình tớ không biết có thu hoạch xong không nữa. Tội nghiệp cậu. À, thế này nhé, tớ sẽ giúp cậu thu hoạch cà rốt. Cậu sẽ giúp tớ à? Hay quá, cảm ơn vịt rất nhiều. Cố lên nào, còn một đoạn đường nữa là về đến nhà tớ rồi. Cảm ơn cậu nhé. Nhờ có cậu mà tớ chỉ mất một ngày để thu hoạch cà rốt, tớ sẽ không phải lo mùa đông đến nữa rồi. Có gì đâu. Thôi, tạm biệt cậu nhé. Có ai cứu tôi với? Gấu con, cậu bị làm sao thế này? Vịt ơi, chân tôi bị kẹt giữa hai hòn đá, đau quá không lấy ra được. Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu. À, có cách rồi. À ơi, tớ thoát rồi vịt ơi. À thấy à, may quá, trời sắp tối rồi đấy. Cậu nên về nhà sớm đi, không mẹ cậu lo lắng. Ừ, cảm ơn cậu, tớ đi đây. Chà, hôm nay ăn uống no nê thật đấy. Ngày mai mình sẽ sung sức lắm đây. Ngày mai chúng ta lên bay sớm đi, đừng để muộn quá. Gió lại nổi lên thì khó bay lắm. Phải đấy, phải đấy. Kìa cậu, đi đâu cả chiều nay thế? Mọi người đang bàn tính nhau ngày mai sẽ bay về phương Nam từ buổi sớm đấy. Tớ, chắc tớ không đi cùng các cậu đâu. Cánh của tớ bị trật khớp rồi, không bay nổi nữa. Trời, cậu bị trật khớp cánh ư? Làm sao mà bị thế kia chứ? Tớ xin lỗi, tại tớ bất cẩn trong lúc giúp đỡ gấu con thoát ra khỏi hòn đá lớn bị thương. Các cậu cứ để tớ lại. Cậu ở lại thì ai chăm lo cho cậu? Mùa đông đến, cậu không kiếm được thức ăn, lại bị rét nữa. Cậu... Xin chào mọi người. Sao các bạn lại đến đây? Lúc nãy bạn vịt có giúp mình, tớ thấy bạn vịt bị đau, nên mang thuốc đến. Nhưng ngày mai bọn tớ phải bay về phương Nam rồi, thuốc bây giờ cũng không kịp khỏi được. Vậy thì hãy để bạn vịt ở lại đây, chúng tớ sẽ chăm sóc cho bạn ấy. Đúng vậy, chúng tớ sẽ chia đồ ăn cho vịt vàng. Tớ sẽ nhờ mẹ gấu dựng cho bạn ấy một ngôi nhà ấm áp. Các cậu cứ yên tâm, bạn vịt cũng đã giúp đỡ mọi người mà chẳng đề hà điều gì. Tớ cũng rất muốn cảm ơn và giúp đỡ bạn ấy. Ôi, cảm ơn các bạn, vịt vàng. Vậy là chúng tớ có thể yên tâm, hãy ở lại và mau bình phục nhé. Mùa xuân, chúng tớ sẽ trở về thăm cậu. Cảm ơn mọi người, tớ sẽ sống tốt, cho dù mùa đông có lạnh đến bao nhiêu. Uống chè với ăn chầu nhà bà Tư này á là nhất rồi đấy. Thôi cũng đã muộn rồi, tôi phải về đây, chiều còn phải ra đồng nữa. Cái anh dần này lúc nào cũng vội vội vàng vàng.
thì ông bảo nhà nông lắm việc, không làm gì thì lấy gì mà ăn. Đàn ông trong làng này có ai khổ như ông đâu, suốt ngày đầu tắt mặt tối. Ý tôi là... Bác bảo sao ạ? Ông chiều vợ quá chứ sao? Không nghe cả làng này họ bàn tán à? Họ nói á, cái ông Dần á, lúc nào cũng một điều vợ, hai điều vợ, cấm có làm sai lời vợ cái gì. Ai bảo thế? Các cụ bảo rồi, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Ông phải cứng rắn, phải cương quyết vào, thì nhà cửa trên đâu mới ra đó được, hiểu chưa? Mặt tôi! Sao mình lại đổi khấu với tôi thế? Nghĩ tí đi, tôi sẽ mang cho mình cốc nước chè xanh cho đỡ khát. Tôi đi lấy nhé. Mình uống đi này. Cái gì thế này? Gì thế mình? Cô nhìn xem, có cái gì trong cái cốc nước thế này hả? Sao lại có một con sâu trong này? Quái lạ, sao lại có sâu trong đây được vậy? Thì chả do cô hậu đậu chứ còn gì nữa. Chắc lúc đun trà, sâu đó bò lẫn vào lá trà, nhưng cô không thèm để ý. Trời ạ, ghê chết đi được. Tôi pha trà là vì ai hả? Anh chẳng cảm ơn tôi được một câu, lại hờn với dỗi như trẻ con ấy. Ai chẳng có lúc sơ suất chứ. Sơ suất? Có ai như cô? Đi giặt đồ ngoài ao thì để trôi mất áo không? Anh thì hay ho lắm đấy. Hê, hey, ai là người năm ngoái đi chăn trâu làm để lạc cả đàn trâu? Ai là người bất cẩn để cái cây làm đổ chết mấy con vịt? Anh lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác thôi. Này, dám cơn cổ cãi chồng thế hả? Ai người ta nhìn thấy, người ta khinh tôi không ra cái gì thì sao? Mặc kệ thiên hạ chứ. Anh không biết thương vợ lại đi lo cho thiên hạ. Tôi phát chán với anh chồng như anh lắm rồi. Lại dám nói ra câu đấy nữa hả? Được lắm, thế thì cô đi khỏi nhà cho tôi ngay. Tôi không thèm giữ cô nữa đâu. Anh... Tưởng dọa được tôi à? Đừng có mà mơ. Phân làm vợ thì phải biết điều trên điều dưới chứ. Khát quá, có nước mà không được uống, thật là bực mình. Hình như là... Trời ơi, hóa ra chỉ là một đọt trà, trông giống như một con sâu quá. Vì đọt trà mà mình mắng cô ấy như thế, kể cũng quá đáng, lại còn đuổi cô ấy ra khỏi nhà nữa chứ. Mình phải đi tìm cô ấy ngay thôi. Mình ơi, mình ơi! Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!